Xin chào tất cả các bạn. Từ giờ đến Tết đã có thể đếm ngược ngày được rồi. Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là chính thức tự dưng Tết. Tết nhà bạn đang đến đâu rồi? Đã chuẩn bị đồ trang trí Tết chưa? Nếu chưa thì video này mình nghĩ sẽ dành cho bạn đấy. Giờ là thời điểm quá thích hợp để mua đồ trang trí rồi. Chúng ta cùng xem trong video này nhé. Đầu tiên đó là bộ nhảy theo nhạc một cột 48 led full. Bộ sản phẩm này đang có giá 280.000 đồng. Trước đó có khuyến mãi mua bộ sản phẩm này sẽ được tặng hộp với giá chỉ 299.000 đồng. Nhưng hiện tại thì đã hết khuyến mãi đâu rồi. Giờ bạn muốn mua bộ sản phẩm này, bạn sẽ phải mua riêng vỏ hộp với giá 90.000 cơ. Nhiều bạn bảo đắt quá, đợi khi nào giảm thì mua. Và giờ thì đang giảm rồi đấy các bạn. Cô mua bộ nhảy theo nhạc một cột 48 led full bao gồm cả vỏ hộp với giá chỉ 319.000 mà thôi. Với 319.000 đã đủ độc đáo và lung linh cho cái Tết này rồi. Sau khi ra được một số video về cột 48 led này, mình có nhận được một số phản hồi từ các bạn. Đó là sao bên mình không làm combo hai cột, tức là một mạch điều khiển nhưng sẽ chạy hai cột led. Khi để cạnh TV hay để trang trí sẽ cân đối và đẹp hơn. Thấu hiểu điều đó, bên mình đã tạo ra một combo nữa, bao gồm một mạch điều khiển, hai giải led và hai chiếc hộp với giá 499.000 đồng. Các bạn sẽ được một bộ sản phẩm lung linh như thế này đây. Này mà để cạnh TV thì đẹp tuyệt vời. Để đấu nối hai cột này với nhau thì mình đã hướng dẫn trong video lần trước rồi. Đấu nối cực kỳ đơn giản nên các bạn sẽ không phải lo nhiều nhé. Và một ưu đãi tuyệt vời nữa đó là mua một tặng một từ hôm nay đến hết chủ nhật tuần này. Khi bạn mua đèn cầu BL300, bạn sẽ được tặng luôn một chiếc đèn xoay pha lê 7 màu đuôi vặn vẫn chỉ với giá 249.000 đồng. Độ lung linh cứ gọi là tăng gấp đôi luôn. Và đó là tất cả các ưu đãi đồ trang trí cực kỳ hợp lý cho một Tết sắp tới này. Tóm lại, 249k để có thể sở hữu được hai món đèn trang trí cực đẹp và 319 hoặc 499k để được bộ cột nhảy theo nhạc cực đẹp, cực độc đáo. Các bạn nhanh tay đi nhá, vì chương trình khuyến mãi này chỉ kéo dài đến hết chủ nhật này mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.